Chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Thì như thường lệ, Kim Anh sẽ gieo quẻ chia sẻ để tất cả mọi người mình vào tham khảo. Hôm nay cũng như thường lệ, Kim Anh sẽ gieo quẻ bài của cái bạn nữ này, sinh năm 1995. Thì bạn hỏi về trong cái vấn đề tình cảm của bạn á, thì hiện tại bây giờ là trong vấn đề tình cảm hai người là giận hờn nhau, và cái người bạn nam này thì có người mới hay không, có còn thương yêu bạn nữa hay không. Thì qua cái quẻ bài này, Kim Anh cũng chia sẻ cho mình trong cái vấn đề của quẻ bài này nó bị những vấn đề gì và nó như thế nào ha. Thì nói về cái bạn thân của bạn gái này, sinh năm 95 này, thì bạn nằm vào là cái mạng hỏa. Cái mạng hỏa này đúng ra trên con đường đời của bạn á, thì bạn đúng nếu đủ duyên, bạn sẽ là người ăn trên ngồi trước, cầm quân dựng tướng rất là tốt. Nhưng theo như cái quẻ bài này cho thấy, hiện tại bây giờ tâm trạng của bạn này rất là nóng nảy. Thứ hai nữa là tự ái rất là cao. Thì tự ái rất là cao, nói chung mà khi mà mình tự ái nóng nảy lên á, thì nó dễ ảnh hưởng tới con đường bổn mạng của mình rất là nhiều. Thứ nhất là nó ảnh hưởng tới sự tự ái mình, khi mình buông bỏ lên, khi mình tự ái lên rồi, có thể nói là mình buông bỏ bất cần, người ta nói cái gì mình cũng không thiết, hoặc là mình bất cần, giống như là mình bỏ ngang. Thứ hai nữa thì khi mà mình nóng lên rồi thì mình dễ buông ra những cái lời nói không hay không tốt, làm ảnh hưởng tới con đường bổn mạng của mình, ảnh hưởng tới danh dự của mình, hoặc là đem đến cho mình tai tiếng không hay. Và đồng thời nói về cái sự tự ái, cái sự giận hờn đó sẽ tạo nên cho mình cái nỗi buồn, làm cho tâm trạng của mình cảm thấy rất là cô đơn, rất là lẻ loi. Vì khi mà mình buông ra những cái lời nói đó rồi thì giống kiểu là tất cả những gì đến với mình sẽ ngoảnh mặt lại với mình, cho nên nhắc mình trên con đường bổn mạng của mình ha. Thì mình cần hạ bớt cái sự tự ái lại, hạ bớt cái sự nóng nảy của mình lại, thì con đường bổn mạng của mình nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn, vững vàng hơn cho mình trên con đường bổn mạng của mình ha. Nói về bản thân của bạn trên con đường đi nước bước, trên con đường bổn mạng của bạn, ở đây đúng ra là bạn là người có căn tu rất là tốt, như là trong cái ngày tháng năm sinh của mình nó nhờ ơn trên, giống kiểu là ơn trên ấn điển cho mình cái ngày đó, cho nên là mình là người có căn tu. Vì vậy trong cái cuộc sống của mình, để cơ hội đến với mình được tốt, hoặc là mình có cái tâm nguyện, có cái tâm, hoặc là mình có nguyện vọng, có cái sự tu tập được, thì đó là một cái điều tốt. Nhưng vì cái căn duyên đó đến với mình thì nó cũng ảnh hưởng tác động tới mình trên con đường tình cảm nhân duyên của mình rất là nhiều. Cho nên để trên con đường tình duyên, tình cảm đến với mình nó được trọn vẹn, tốt đẹp, không đem đến cho mình sóng gió, không đem đến cho mình tai tiếng, hoặc là đem đến cho mình cái sự tự ái giận hờn, thì nói chung là trên bản thân của bạn ở đây, bạn cần cố gắng cầu nguyện nhiều, xin giải cái căn của mình trên con đường bổn mạng của mình đi, để con đường nhân duyên tình cảm nó quay trở lại với mình và đến với mình một cách suôn sẻ, thuận lợi, tốt đẹp hơn. Thứ hai thì nói về bản thân của mình trên con đường bổn mạng của mình bây giờ, là nói về trên con đường bổn mạng của mình, đúng ra là âm phò dương trợ rất tốt, quý nhân giúp đỡ rất là nhiều, nhưng mà tâm trạng của mình đôi lúc mình cảm thấy rất là lẻ loi và hay rơi lệ trên con đường bổn mạng. Thì thứ hai nữa là nói về vấn đề tình cảm của bạn, nói về bản thân của bạn, tình cảm của bạn đúng duyên là ở tuổi 27 bạn đã có cung hôn nhân rồi, chứ không phải là tới bây giờ đâu. Nhưng mà cung hôn nhân này không đến được với bạn là do cái duyên âm này theo mình. Cái duyên âm này theo bạn có thể nói từ 4 năm tới 7 năm trước chứ không phải mới đây. Thì hỏi trong cái vấn đề đường đi nước bước của bạn trong 4 năm qua hoặc là 7 năm về trước đó, bạn có thương yêu ai, một người cậu nam nào, một bạn nam nào mà người ta bị mất, bị chết hay không, thì người ta theo mình trên con đường nhân duyên tình cảm rất là nhiều. Người ta theo mình như vậy là nói về mình, bản thân của mình là mình bị duyên âm, cho nên khi tình cảm đến với mình ha, đó, tình cảm đến với mình như vậy, tình đến rất là đẹp, nhưng mà tình chia tay không có lý do, hay để lại cho mình cái sự tự ái, cũng như dù người này ở xa mình, thương yêu mình, có ý định quay trở lại với mình, nhưng khi quay trở lại với mình là bị cản trở bởi cái vong linh của cậu nam này rất là nhiều. Vì vậy để con đường nhân duyên hạnh phúc của bạn có kết quả tốt, không đem đến cho bạn cái niềm tin bị phai nhạt mà cơ hội đến với mình có, thì nhắc bạn trên con đường nhân duyên tình cảm hạnh phúc của bạn ở đây, dù ở đâu làm cái gì, trong những cái khoảng thời gian trống rảnh, bạn cố gắng cầu nguyện nhiều. Và thứ hai nữa, bạn nên cố gắng xin và giải cái duyên âm của mình trên con đường nhân duyên tình cảm của mình trong 4 năm tới 7 năm trước. Bản thân của mình á, đúng ra là ở tuổi 27 là đã có tiến tới hôn nhân hoặc là phải có ý định hôn nhân rồi, chứ không phải tới giờ đâu. Đó, nhưng mà tình cảm của mình nó bị lung lay. Hoặc nói về bản thân của bạn, khi yêu một người bạn nam nào cũng vậy hết. Người ta đến với mình là bằng tấm lòng chân thật, không bằng cái sự dối trá. Nhưng khi mà nghĩ đến cái vấn đề tiến tới, tiến xa hơn, đi sâu vào hơn vào cái vấn đề hạnh phúc, thì là bắt đầu là sẽ xảy ra sự mâu thuẫn, hoặc là xảy ra cái sự tự ái, hoặc là bị ảnh hưởng tai tiếng thị phi.
là nó bị ảnh hưởng, cái phần âm này tác động vào rất là nhiều. Còn khi bạn hỏi về cái vấn đề cái người bạn nam hiện tại của bạn á, cái người bạn nam mà bạn thương yêu á, thì người này có quay trở lại với bạn hay không, hoặc là trong cái vấn đề tình cảm người này đã có người khác hay chưa, thì cái anh cũng báo với mình luôn cái cậu nam này. Thì cậu nam này nói đúng ra là cậu này rất là hiếu thảo, nặng gánh gia đình, giống kiểu là nghe lời ba lời mẹ, thương yêu, hoặc là nghe là hiếu, vì là cái sự thiếu hiếu thuận. Cho nên nói về vấn đề tình cảm mà cậu nam này đến với mình là bị cản trở nhiều, là do gia đình cản trở tác động vào cậu nam này, giống kiểu là cản trở không cho đến với mình trên con đường nhân duyên tình cảm, mà có ý định mai mối dẫn dắt cho cậu nam này một cô nữ, một cô bạn gái, thì cũng như là có ý định là dẫn dắt cho cậu nam này tiến tới hôn nhân với bạn nữ này. Và cái cậu nam này cũng đã có ý định quay đầu với cái người nữ này, là hướng về cái người nữ này nhiều, cho nên tình cảm đến với mình là hoàn toàn nó bị phai nhạt rồi. Nó bị phai nhạt có thể nói từ 4 tháng qua tới 9 tháng trước là nó đã có cái sự phai nhạt. Cho nên khi bạn đặt nặng niềm tin vào cậu nam này thì anh cũng khuyên mình là không nên đặt nặng niềm tin. Tại vì khi bạn đặt nặng niềm tin thì chỉ đem đến cho bạn cái sự lẻ loi, cái sự nỗi buồn. Vì vậy khi mà hỏi cái vấn đề cậu nam này có quay trở lại với mình hay không, có bù đắp trên con đường tình cảm cho mình được hay không, hoặc là sau lưng người này có người phụ nữ khác hay không, thì cái anh cũng báo là người này đã có người phụ nữ khác ha, và có ý là tiến tới hôn nhân nữa, là do sự tác động của gia đình, là do sự tác động của gia đình, cũng như là để thể hiện mình là một người con hiếu thảo biết nghe lời, thì là người nam này đã thuận ý theo giống kiểu là thuận ý của gia đình, chứ còn không có vướng víu gì với mình nữa hết. Mà phía sau lưng mình thì bây giờ có thể nói là có một cậu nam khác cũng đang quan tâm hướng về mình rất là nhiều, cũng như là trong cái vấn đề tình cảm hạnh phúc, có thể nói trong quá khứ người này cũng đã từng yêu thương mình rồi, nhưng vì lý do hoàn cảnh gì người ta chia xa với mình, thì bây giờ người này có ý quay trở lại với mình. Thì trên con đường tình cảm của mình ở đây, mình nên gạt bỏ cái sự tự ái của mình qua một bên thứ nhất. Thứ hai nữa, bạn nên cố gắng cầu nguyện xin giải cái duyên âm của bạn trên con đường tình cảm của bạn, để con đường tình cảm của bạn nó được thuận lợi tốt đẹp đến với bạn, nó được trôi chảy hơn. Nói đúng duyên, nếu như ở tuổi 27 mà tiếng hôn nhân không đến với bạn, thì tuổi 29 này không có, thì bạn phải bước vào tuổi 31 bạn mới tiến tới được hôn nhân hạnh phúc. Đó, thì để con đường tình cảm nhân duyên hạnh phúc của bạn ở tuổi 31 có được hồi kết hay không, có được cái sự sum vầy hay không, có được đôi có cặp hay không, thì bạn cần phải cố gắng cầu nguyện xin giải cái duyên âm của mình trên con đường tình cảm. Thứ hai nữa, bản thân của bạn cũng vậy, trên con đường bổn mạng của bạn cần cố gắng cầu nguyện nhiều về cái căn của mình. Thứ ba thì nói về trên con đường nhân duyên hạnh phúc, đó là nói về bản thân của mình, nếu như được bạn nên chọn tình cũ quay trở lại với bạn, cái người thương yêu bạn bạn nên đón nhận, chứ bạn không nên là đón nhận cái người mình chọn lựa. Cái người mình chọn lựa thì sẽ đem đến cho mình cái nỗi buồn nhiều hơn là tình cảm thương yêu mình đến với mình, tìm đến với mình ha. Đồng thời nói về trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc của bạn ở đây, thì nói chung đúng ra trên con đường làm ăn sự nghiệp tài lộc của bạn, bạn được sự giúp đỡ của quý nhân rất là nhiều, âm phò dương trợ rất là tốt, cũng như trên con đường tài lộc của bạn ở đây á, cho thấy là có vong linh của một ông già theo mình gia hộ cho mình trên con đường cầu tài cầu lộc rất là nhiều, có thể nói là người thân của mình, cũng như trên con đường cầu tài cầu lộc bạn có duyên với phái nam. Cho nên để bắt tay hợp tác làm ăn được với phái nam thì bạn nên mạnh dạn bắt tay hợp tác, bạn sẽ có cơ hội trên con đường tài lộc, cũng như là những gì bạn mong chờ sẽ quay trở lại với bạn trên vấn đề cầu tài cầu lộc của bạn. Nhưng bên cạnh đó thì cái anh cũng nhắc bạn cần phải cẩn thận nhiều trong cái đường đi nước bước của bạn trong cái tháng 7 tới. Trong cái tháng 7 tới, đúng ra trên con đường bổn mạng của bạn thì nhắc bạn thứ nhất không nên đi xa, như là mình có ý định đi đâu xa làm ăn cầu tài cầu lộc thì không nên can thiệp vào bất cứ việc gì của ai hết, cũng như là trong cái lời ăn tiếng nói của mình cần phải cẩn thận đề phòng tai tiếng thị phi, hoặc là có cái sự tranh chấp lời qua tiếng lại với một người bạn nữ nào, bạn cũng cần phải có cái sự nhường nhịn. Nếu không sự có sự nhường nhịn thì dễ ảnh hưởng tới vấn đề tranh chấp kiện thưa hờn ghen không hay. Đồng thời nhắc trên con đường cầu tài cầu lộc của bạn trong cái tháng 7 luôn, trong cái tháng 7 này nếu như có một người chị gái, bạn gái nào, nói chung là trong cái giới làm ăn của mình đến với mình có ý rủ rê mình hùng hập làm ăn, vay mượn tiền tài vật chất, một vấn đề gì liên quan tới tiền tài, thì tốt nhất bạn cũng cần phải cân nhắc về vấn đề tiền tài của bạn, chứ dễ dẫn đến vấn đề hao tài thất lộc cho mình trong cái tháng 7 ha.
Thì đây là cái quẻ bài của bạn nữ sinh năm 95, thì chủ chốt là bạn họ thắc mắc về vấn đề tình cảm, thì Kim Anh cũng đã giải đáp cho mình về vấn đề tình cảm, và bên cạnh đó thì Kim Anh cũng báo rõ cho mình luôn về những cái vấn đề liên quan ha. Thì đây là cái quẻ bài của bạn, còn những bạn nào vào xem thì nó chỉ mang cái tính chất tham khảo thôi, còn những ai có nhu cầu thì mọi người vào Zalo kết bạn, gửi thông tin kèm phí vào ha, thì Kim Anh sẽ sắp xếp lịch xem cho mình trong cái thời gian sớm nhất nha. Còn clip này thì Kim Anh xin tạm dừng, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo ha.